Trận quân với Etihad chạm trán Man City, Liverpool là đội có bàn ở tỷ số do công Mohamed Salah. Tuy nhiên, đội cốp lại không thể bảo toàn lợi thế dẫn trước và bị Citizen lội ngược dòng giành chiến thắng 4-1 chung cuộc. Phút 70 trong tình thế bị dẫn trước 3-1, huấn luyện viên Jurgen Klopp quyết định thực hiện một lúc 4 thay đổi nhân sự, bao gồm rút Salah khỏi sân. Khi 4 cầu thủ Liverpool rời sân tiến về băng ghế dự bị, nhân viên đội bóng lần lượt đưa chai nước cho từng người. Nếu như Jota, Robertson và Elliot nhận nước bình thường thì Salah lại tỏ ra khá chần chừ và gượng gạo. Ngôi sao Ai Cập đặt chai nước phía trước, từ chối uống và ngồi khoanh tay, trong khi các đồng đội bên cạnh bù đắp lượng nước hao hụt sau những phút vận động với cường độ cao. Nguyên nhân là vì Salah đang thực hiện bổn phận của mình trong tháng chay Ramadan. Trong khoảng thời gian thiêng liêng của đạo Hồi này, các tín đồ sẽ nhịn cả ăn lẫn uống từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Những người theo đạo Hồi bao gồm Salah sẽ chỉ dùng bữa trước bình minh và sau hoàng hôn, trải qua 15 tiếng một ngày không sử dụng bất kỳ đồ ăn lẫn thức uống nào. Nhịn ăn uống trong tháng chay Ramadan là một trong năm cột trụ của Hồi giáo và được nhiều cầu thủ đạo Hồi trong thế giới bóng đá tuân thủ, bất chấp quá trình thi đấu khốc liệt và hao tổn sức lực. Ngoài Salah, Benzema cũng có hành động tương tự. Rời sân sau khi lập hat-trick tung lưới Valladolid, tiền đạo người Pháp chỉ xúc nước cho bớt khô miệng và phun hết nước ra ngoài chứ không uống.